Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có về tủ thờ nha, Trường Kỷ. Xe lôi, đồ gốm với đồ đồng nha quý chú chị mình ha. Đó, mã số 1C đầu tiên. Đó chính là một cái khay trà nha quý chú chị mình nha. Đó. Đây, khay này chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Đó. Hàng này thì bao cho quý chú chị mình luôn là đẹp luôn nha. Không có mối mọt gì ăn hết. Đường kính là 2 tấc 1. Bề ngang của nó luôn là 3 tấc 2. Đó, khay này thì em giao lưu giúp quý chú anh chị mình luôn có giá là 800 ngàn bao ship toàn quốc cho quý chú anh chị mình nha. Mã số 2C. Đó, một cái nón hội đồng nha quý chú anh chị mình ha, liền lạc luôn. Nói chung là nó chỉ dấu nước này thôi, còn bao nhiêu là lành tích rất là đẹp luôn. Mã số 2 em giao lưu giúp quý chú anh chị mình luôn có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc nha. Mã số 3, một chục cái dĩa con gà Nam Bộ nha. Hàng lái thiêu, đường kính 2 tấc. Đó, chục cái này thì 500 em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đây, một bộ bát điếu rất là đẹp, liền lạc hết trơn luôn. Đó. Chất liệu của nó luôn á là gốm sứ nha, vẽ cổ đồ. Đó, rất là đẹp. Bộ này thì em giao lưu là 1 triệu 3 bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đây, một cặp nằm nha. Hàng là vẽ tay, cao là 2 tấc 2, đường kính miệng là 3 phân. Quanh bụng này của nó luôn là 4 tấc 3. Cũng liền lạc là lặn luôn. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 900 ngàn một cặp bao ship toàn quốc nha. Đây, mã số 6, một cái bình chim chỉ nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Chiều cao là 2 tấc rưỡi, nguyên si là lặn. Bình này hơn 2 lít nước nha. Đây, cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cái bình này thì có giá là 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. 2, 4, 6, 8 cái tô. Hàng châu Âu xưa. Đó. Đó. 8 cái mà 3 kiểu nha quý anh chị mình ha. 3 kiểu khác nhau. Đường kính là 1 tấc 7. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, hàng châu Âu xưa mã số 7 có giá 500 ngàn. Bao ship toàn quốc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, 8 cái dĩa. Đó, cũng hàng châu Âu xưa. Đường kính 1 tấc 9, nhỏ nhất 2 tấc 4, dĩa trung. Lớn nhất là 2 tấc 8. Đó, đây, 2, 4, 5, 6, 7, 8 cái dĩa này em giao lưu cho quý anh chị mình luôn có giá 700 ngàn. Bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. 2, 4, 5 cái dĩa pha lê. Đó. Dài là 2 tấc, bề ngang là 1 tấc 3. Nguyên si là lặn. Đó, 5 cái này thì có giá em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn 500 ngàn, bao ship toàn quốc luôn nha. Tới 5 cái dĩa này, đường kính là 1 tấc 8. Đó, mã số 10, 5 cái này là 400 nha. Pha lê, bao đẹp luôn. 2, 4, 6, 8 cái tô. Đường kính nhỏ nhất là 9 phân, đường kính lớn nhất là 2 tấc 6, mã số 11C. Đó, 9 cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 800 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 12C, 1 ký rưỡi bằng ủi con gà, đó, gà nhôm, đó, cán nhôm bằng ủi bằng đồng. Cái này thì có giá 800 ngàn, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, một cái bằng là mã số 13. Đó, đường kính của nó luôn cũng là 1 tấc 4. Cái này thì cũng 900 gram, có giá là 700 ngàn, em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 14, một cái đèn mang sông Nam Bộ, rất là đẹp luôn nha quý anh chị mình ha. Đó, chất liệu á, bầu này là bằng đồng nha. Nước xi vẫn còn, em bao lên lửa cho quý anh chị mình vẫn được luôn. Đó, cũng có giá là 1 triệu tư bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 15, một cái bầu gốm sứ, đèn gốm sứ cao là 5 tấc. Đó, bầu này hơn 1 lít dầu nha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1 triệu tư bao ship toàn quốc nha. Đây, những cái đèn đồng lam rất là đẹp luôn nha. Mã số 16 và 17, bầu này hơn nửa lít dầu, chiều cao của nó luôn là 4 tấc rưỡi. Một cây em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn có giá là 1 triệu 9 bao ship toàn quốc nha. 1 triệu 900 ngàn. Mã số 18 và 19. Đó, một cái chân đồng, một cái chân Atimon, đèn pha lê. Cao là 48, đường kính bầu là 1 tấc rưỡi.
Hàng liền lạc lành lặn luôn. Đó, một cây thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1 triệu 9 là bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đây lên một cặp luôn. Đó. Đây tới cặp đèn tượng gốm, đèn tượng đồng nha quý anh chị mình ha, bao đẹp luôn. Đó, nữ thần cầm đèn. Đó, tượng là tượng đồng nha. Bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Đó. Chiều cao á là 83. Đó, tượng là tượng đồng. Đây, cặp này là không chê được chỗ nào nha quý anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình lấy một cặp thì chúng em tính 13 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, bao đánh bóng luôn. Cô chú anh chị mình không có nhu cầu đánh bóng thì chúng em sẽ bớt chút đỉnh nha. Nếu mà ở gần hơn thì chúng em sẽ bớt chút đỉnh nha. Cặp đèn tượng đồng pha lê vàng rất là đẹp luôn nha. Mã số 21 đó chính là một cái cối đá 750 ngàn em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Hàng nguyên si là lặng. Đó. Hàng là nguyên si luôn nha quý anh chị mình ha. Đó, tới một bộ tranh. Đó, mã số 22. Đó, cầm kỳ thi họa bốn cô nha. Đó, bốn bức cho quý anh chị mình ha ta. Đây, cao là 79 như 80 đó. Đây, bề ngang một tấm là 2,8 tấc. Gốm sứ tàu xưa, hoa văn họa tiết vẽ tay. Hàng bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Mã số 22 em giao lưu giúp cô chú anh chị mình luôn. Đó, còn một bộ duy nhất có giá là 3,5 triệu em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. 3,5 triệu em bao ship luôn. Đó, không kể lời lỗ ngày hôm nay nha. 3,5 triệu. Đó. Mã số 23. Đó chính là một chiếc xa lôi nha. Đây em còn một chiếc nha. Đó, em còn hai chiếc nữa. Đây, rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn. Đó, xe này là em bao cho quý anh chị mình luôn. Nóc này vẫn có nha, quý anh chị mình hay em lợp là vẫn được. Nó vẫn chạy tốt bình thường. Vẫn hoạt động bình thường nha quý anh chị mình ha. Đó, thùng là thùng nhôm, trước 575. Chiếc này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, có giá là 10,5 triệu bao ship cho quý anh chị mình luôn là 1.000 cây số nha. 10,5 triệu. Mã số 24. Một bộ trường kỷ, cẩn của nó luôn là cẩn cổ đồ nha. Đó. Cái ghế của nó luôn là dài, phủ bì là 1m9, lọt lòng ghế luôn á là 1m75. Tam sơn nha, rất là đẹp. Đó. Cái vách lưng ghế của nó luôn là 9,4 tấc. Đây cái bàn. Đó. Bàn này dài của nó luôn là 1m27. Đó, chiều dài. Bề ngang của nó luôn á là 5,5 tấc nha, hai thớt. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đó, mặt trong này thì cẩn cổ đồ, mặt ngoài thì chạm cổ đồ, chạm đồng tiền nha, hoa văn cổ dơi rất là đẹp luôn. Đó. Bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Có giá là 31 triệu bao phí ship 1.000 cây số nha. 31 triệu bao ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn. Một cái tủ thờ mã số 25C. Đó, cái tích của nó tức là nhị thập tứ hiếu. Rất là đẹp của quý anh chị mình ha. Đó, tủ này là tủ lớn, cao là 1,5 m. Chiều cao. Đó. Đó, bề ngang lớn nhất là 1,4 m, bề ngang nhỏ nhất của nó luôn là 1,3 m. Hàng nguyên si là lặn, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Ốc là vàng chanh đỏ lửa cho quý của chú anh chị mình luôn, cẩn ba mặt nha. Đó, rất là đẹp luôn. Không có bị mối mọt chỗ nào hết. Tuổi đời tầm 20-30 năm. Cái này là chúng em đã quýnh sơ lại chút xíu nha. Đó, cơm lắc. Đã quýnh cơm lắc sơ lại thôi. Chứ không có mờ tẩm màu hay là cái gì hết nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng, rất là đẹp luôn. Tủ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 60 triệu. 60 triệu em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số. Tủ này là khoảng có 4 người ginh mới nổi nha cô chú anh chị mình ha. Thấy gì cho nó rất là nặng luôn. Liên lạc là lặn hết trơn luôn nha. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Triệu rất nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.